Hello, xin chào mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo nha. Hàng mới về là hàng mới về rất là nhiều luôn. Hôm nay thì có cái mã là iPhone 8 nhỏ 256 và 8 Plus 256. Đây cái mã hàng mà mọi người đang ngóng chờ rất là nhiều và rất là nhiều máy thanh lý giá rẻ cho mọi người nhé. Và hàng nhà em bán ra 100% là cam kết hàng chuẩn chính hãng của Apple sản xuất nha. Hàng chuẩn chính hãng nên là mọi người yên tâm là cái hàng nhà em là chất lượng và bán hàng rất là uy tín. Và đầu video thì chúc mọi người là luôn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Mọi người cần tư vấn hoặc mua hàng thì liên hệ qua Zalo và số điện thoại tư vấn là 0338305595 nhé. Chế độ bảo hành là từ 1 tháng đến 3 tháng tùy tùy đời máy nha mọi người. Đấy, đây là thẻ bảo hành bên shop An Thảo nha. Đấy, phụ kiện 100% nhà em tặng có sạc này, cường lực, ốp lưng, quay chọc sim, thẻ bảo hành và tem dán ốc vít để mọi người giữ tem dán ốc vít để nhà em bảo hành cho mọi người nhé. Rồi ok, hôm nay thì em sẽ đi vào giới thiệu từ cái iPhone dòng thấp nhất nhá. iPhone dòng thấp nhất hôm nay nhà em có iPhone 6. iPhone 6G nha mọi người. iPhone 6G là nó sẽ không có chữ S ở lưng đâu, nó là iPhone 6G nhá. Bản quốc tế 16GB. Đấy, iPhone 6G bản quốc tế 16GB. 6G thì như mọi người đã biết. iPhone 6G quốc tế 16GB, 6G thì US cao nhất là lên được US 12.5 nhé. Đấy, US 12.5, bản quốc tế 16GB. Đấy, cái loại này mình có thể là chơi game bình thường, tải game bình thường nhé. US 12 tải game bình thường luôn nhé. À, US 12 nó cũng mượt, bao mượt luôn. Vân tay này. Đấy, vân tay ok nhé. Pin này là pin thay mới 100 nhá. Tại vì dòng 6G này nó sản xuất lâu rồi, bây giờ đa số là thay pin mới cho mọi người luôn nhá. Đấy, tất cả đều US 12 luôn. Đấy, cứ US 12 dùng là ok rồi nhá. Đây cái này pin zin theo máy 90 này. Đấy. iPhone 6G quốc tế 16GB, hình thức đẹp đẹp phẩy. Đẹp đẹp phẩy nha mọi người. Nhà em bán giá là 1 triệu rưỡi một cây. Đấy, máy cỏ thanh lý giá 1 triệu rưỡi một cây nha. Hình thức đẹp đẹp phẩy. Đấy, tầm cái hình thức này thì mình cho trong cái tầm giá tiền này thì mình không nên quá kén chọn đối với cái dòng giá chỉ có 1 triệu rưỡi. Đấy, hình thức nó như vậy. Đấy, hình thức nó sẽ có bong sơn, có xước nhẹ nhá. Và nhà em sẽ tặng ốp lưng cho mọi người nên là mọi người cái hình thức này thì mình dùng ốp lưng ok nhá. Đấy, iPhone 6G. 6G quốc tế 16GB. Zin on full chức năng. Đấy. Pin bao trên 80% nhá. Bản Mỹ LL trên A. Giá là 1 triệu rưỡi một cây nhá. Đấy, có 3 màu, màu trắng, màu xám, xám đen, xám là mặt đen nhá. Đấy, và màu vàng gold. Màu trắng, màu xám và màu vàng gold. Hình thức đẹp đẹp phẩy, full chức năng. Zinon nguyên bản. Đấy, giá là 1 triệu rưỡi một cây nhá. 1 triệu rưỡi một cây. 1 triệu rưỡi một cây thôi nhá. Đây ví dụ như cái màn zin thì bình thường dùng lâu, dùng lâu ấy thì sẽ bị ám hồng hoặc là ám vàng. Như cây này là sẽ bị ám vàng nhá. Đời thấp thì không thể tránh khỏi được. Đặc trưng của nó iPhone 6 hoặc là iPhone 6 Plus hoặc là iPhone 5S bây giờ ám vàng, ám hồng rất là nhiều. Nó cũng là chuyện nhỏ thôi, máy cũ mà. Hoặc là máy cũ này một hai chấm phản quang nhẹ nhẹ thì mình cũng coi như là không có để sử dụng, tại vì thay phản quang thì bây giờ nó cũng rẻ thôi. Nhưng mà muốn để một cái máy zin dùng thì nó bao giờ cũng ngon hơn nhá. Đây iPhone 7 7 lốc 32GB, 7 lốc 32GB nhá. Đây iPhone 7 nhỏ lốc 32GB. Cây này pin zin 97%, còn cây này pin zin 94%. Hai cây zin chuẩn nguyên áp suất đây. Dòng 7G đổ lên mới có áp suất nha mọi người, 6S Plus là không có sản xuất áp suất đâu. Đây iPhone 7 nhỏ đang ở màn hình active nhá. Mình có thể chọn ngôn ngữ này, chọn tiếng Việt rồi active vào trong bình thường thôi. Tất cả iPhone đều chọn tiếng Việt được. Đấy.
dù nó ở mặc định active là chỗ nào cũng được. Đây, iPhone 7 nhỏ, lốc 32GB, hình thức đẹp đẹp phẩy, pin cao, pin 94, pin 97 nhé. Zin nguyên bản, nguyên áp suất, giá là 2,3 triệu một cây nhé, 2,3 triệu một cây. iPhone 7 nhỏ lốc 32GB. Và máy lốc nhà em thì 100% là fix quốc tế rồi, lắp sim là sử dụng luôn nhé. Đấy, nhiều anh chị đã trải nghiệm dòng lốc ở bên em rồi, và mọi người cho em ý kiến về cái dòng lốc bên em nhé, để mọi người tự tin mua iPhone lốc ở bên em luôn. iPhone 7 nhỏ lốc nha, chỉ còn 2 cây pin 9X thôi. Pin 8X nhà em vẫn còn. Đấy, nhưng mà em sẽ quay 2 cây pin 9X cho mọi người ưng, mọi người chốt luôn 2 cây này giúp em nha. Đấy, nhìn lỗ la với lỗ chân sạc còn sạch lắm. 7 nhỏ lốc 32GB, 2 cây pin 9X này giá là 2,3 triệu nha mọi người. Rồi tiếp đến là iPhone SE. iPhone SE quốc tế 16GB. Đấy, hôm nọ có một anh đặt rồi mà anh lại bom hàng. Đây, SE quốc tế 16GB. SE thì cấu hình ngang với 6S rồi, cấu hình thậm chí nó còn cao hơn cả cấu hình của iPhone 6 đây này. Nhưng mà hình dáng của nó lại bé bằng một chiếc iPhone 5S. Đây, màu hường, màu hường nam tính nha mọi người. Cái này dài là cây này zin nguyên bản, full chức năng, pin zin theo máy 90%. SE này cũng không có sản xuất áp suất đâu, mà hỏi là còn làm áp suất không nha. Đây, mọi người mua hàng thì giữ tem An Thảo, và 100% máy nhà em bán đi là có dán tem An Thảo ở đây nhá. Mọi người nhận hàng bóc hộp hàng ra và kiểm tra máy có dán tem An Thảo là ok, 100% là máy nhà em rồi, không có sai sót gì hết. Và mọi người xem kênh cảm thấy tin tưởng thì mình đặt mua hàng, còn không đủ tin tưởng thì thôi, tránh mất thời gian của nhau, gửi hàng đi thì rồi lại nhận hàng hoàn về nó mất thời gian á. Hôm nọ gặp cái trường hợp là anh ấy đòi kiểm tra máy trong vòng 1 tiếng hoặc là hơn 1 tiếng, lúc nào anh cảm thấy ok thì anh mới nhận, là không có chuyện đấy đâu nhá. Nhà em là gửi ở bên vận chuyển, mà bên vận chuyển người ta chỉ hỗ trợ mình kiểm tra hàng từ 5 đến 10 phút. Thế nên mới cần cái sự tin tưởng. Nếu mà tin tưởng shop An Thảo thì mình đặt mua, còn không thì thôi, không cần phải đặt mua. Và nhà em có chế độ là bảo hành lỗi đổi một cho mọi người. Mọi người về nhà mình test lỗi là nhà em còn đổi mới cho mọi người cơ. Đấy, nên là không phải kiểm tra máy một tiếng đồng hồ để làm gì, shipper người ta cũng không đợi được cho mình đâu nhá. Hoàn về những cái đơn hàng như thế rất là mất thời gian. Ok, tiếp đến em còn 2 cây 6 Plus. 6 Plus nha, 6 Plus không phải là 6S Plus đâu, 6 Plus thôi. Đây, pin zin theo máy 86% này. Một cây US11, một cây US12. 6 Plus thì US tối đa của nó cũng là 12.5 thôi. Đấy, còn cây này thì US11 này. 6 Plus nha mọi người, không phải 6S Plus đâu. Pin zin theo máy. Cây này pin 81, còn cây này là pin 86. Hai cây zin chuẩn luôn. À, hình thức đẹp đẹp phẩy nha. Đây, hình thức đẹp đẹp phẩy. Phẩy thì có chày có xước nhẹ nhá. Hai cây này em bán giá là 2,050,000 một cây. Màn to nhá. 6 Plus là màn to 5.5 inch nha. Đấy. Màn to 5.5 inch. Còn 6G này là màn 4.7 inch. Còn 6 Plus là 5.5 inch, 16GB, giá là 2,050,000 một cây nhé. Rồi tiếp đến iPhone 7 nhỏ quốc tế. 7 nhỏ quốc tế 32GB nhé, hình thức phẩy nha mọi người. Đấy, em chỉ còn màu đen và màu hồng thôi, hình thức phẩy. Đây, phẩy là có chày. Đấy, có chày. Mọi người mà chưa hiểu cái phẩy là gì thì có phẩy là cấn, có cấn và có xước. Đây, có cấn, có xước, có chày. Nhưng mà máy vẫn bao zin nguyên bản cho mọi người luôn nha. Đấy, vẫn bao zin nguyên bản luôn. Vẫn zin full chức năng. Bên màn zin đét luôn. Cái này 78% thì nhà em sẽ thay pin mới cho mọi người. Mà một khi đã thay pin thì sẽ không còn áp suất nhá. Thay pin là không còn áp suất đâu nhá. Bên và màn vẫn zin chuẩn. Đây, iPhone 7 quốc tế 32GB. Lắp sim sử dụng luôn. Hình thức phẩy, bao quốc tế trọn đời cho mọi người luôn nha. Giá là 2,5 triệu một cây. Đấy. Hình thức phẩy 2,5 triệu một cây. iPhone 7 nhỏ quốc tế 32GB và bao quốc tế trọn đời cho mọi người luôn. Đấy. Hình thức phẩy.
Rồi tiếp đến là iPhone 8 nhỏ nha. 8 nhỏ đây, đến 8 nhỏ rồi. 8 nhỏ quốc tế. 8 nhỏ quốc tế 64GB. Đây. Đây là 64GB là bộ nhớ nhá. 76, 72, 76 là pin. Pin zin theo máy ấy. Pin zin theo máy nó hẹo hết rồi, nên là 100% là nhà em sẽ thay pin mới hoặc là tặng kèm pin. Máy bây giờ là máy đang zin áp suất nhá. Nếu mà mọi người không thích, nhà em tháo mở máy ra thì nhà em sẽ tặng kèm pin cho mọi người luôn nha. Đây, hình thức đẹp 99%. Đấy, hình thức đẹp 99% nha. Đấy, iPhone 8 quốc tế, 8 nhỏ quốc tế, 64GB. Đấy, iPhone 8 nhỏ quốc tế 64GB. iPhone 8 nhỏ là mặt lưng kính nha mọi người. Nó khác iPhone 7 là mặt lưng kính này, mặt lưng kính này. Tất cả đều bản Mỹ, 64GB nha. Có hai màu thôi. Màu trắng và màu vàng gold. Đây, kính cam đẹp nét luôn. Máy đang zin chuẩn, áp suất luôn. Hàng đẹp này thì em bán giá là 4 triệu một cây nha. iPhone 8 quốc tế 64GB, zin đẹp 99, nguyên áp suất. Giá là 4 triệu một cây và tặng kèm pin, sạc cáp này, cường lực, ốp lưng, quay chọc sim cho mọi người nha. Đấy, đây là hàng đẹp nha mọi người, hàng đẹp. Rồi sang đến hàng nhỡ này, hàng nhỡ nha mọi người. Hàng nhỡ là có cấn nhẹ nha. Đấy, có cấn nhẹ này. Mỗi cây sẽ cấn một xíu nha. Hàng nhỡ pin cũng thế, pin nó lại hẹo hết. Đa số là pin hẹo cơ. Cũng có hai màu, màu trắng và màu vàng gold. Đây, cũng zin áp suất, chỉ khác nhau mỗi cái hình thức là một cái hình thức đẹp, một cái hình thức nhỡ thôi. Đấy, hình thức nhỡ này thì em bán giá là 3 triệu 8 một cây nhá. 3 triệu 8 một cây. iPhone 8 nhỏ quốc tế 64GB, hình thức phẩy nhỡ. Giá là 3 triệu 8 một cây, cũng tặng kèm pin cho mọi người nhé. Rồi ok, chuyển sang 256GB. Bộ nhớ 256GB, cây này thì hình thức đẹp. Đây, cây này hình thức đẹp. Pin 80, zin nguyên áp suất. Màu đen nhá. Có mỗi một cây đẹp thôi. 256GB, màu đen đẹp. Bản Mỹ LL trên A nhá. Đấy. Cây này thì đẹp nên là bán giá là 4 triệu 3 nhá. Và cũng tặng kèm pin cho mọi người. 8 nhỏ quốc tế. 8 nhỏ quốc tế 256GB, hình thức đẹp 99. Zin nguyên áp suất. Giá là 4 triệu 3 một cây nhá. Đây. Còn hình thức phải nhớ. Tất cả đều 256GB nhá. Pin 81 này, 71 này, 75 này, 80, 81, 78, 75. Đây. Alonso tặng kèm pin hoặc thạch pin mới cho mọi người luôn. Hình thức phải nhớ. Đây. Phải nhớ đây nha mọi người. Đấy, hình thức phải nhớ này. Hình thức phải nhớ này thì nhà em bán giá là 4 triệu 1 một cây nha. Phải nhớ 4 triệu 1 một cây. 8 nhỏ quốc tế 256GB, hình thức phẩy nhỡ, Xenon nguyên bản, chính hãng Apple, giá là 4 triệu mốt một cây nha. Đây, có 2 cây đen, 4 cây màu vàng gold. Quá là chất luôn. Đấy, lâu lắm rồi mới về được 8G, mà lại còn 8G 256GB cơ. Đấy, mọi người mua nhanh nhá, không đến lúc hết, lô sau lại không có đâu. Rồi tiếp đến là 8 Plus nha mọi người. 8 Plus quốc tế 64GB. Đây có hai đen và một màu vàng, hai đen và một màu vàng gold, hình thức phẩy nha. Đây, hình thức phẩy. Có bong sơn nha. Đấy, có bong sơn. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng không xấu lắm. Đây, cây vàng gold thì có chày nhá. Đấy, mọi người xem video của em quay rất là kỹ. Quay rất là kỹ nên là không cần phải quay lại làm gì cả. Mọi người mua hàng chỉ cần chốt cây nào, màu gì, hình thức ra sao và pin bao nhiêu là em sẽ gửi hàng đúng như theo yêu cầu của mọi người luôn. 8 Plus màn to 5.5 inch. Này,
bản Mỹ LL trên A nhé. Cây màu vàng gold này em bán giá là 5,7 triệu nha mọi người. 5,7 triệu, 8 plus quốc tế, 64GB màu vàng gold, giá 5,7 triệu nhé. Hình thức phẩy, đây hình thức phẩy nhé, pin thay mới 100%. Còn hai cây đen này, hai cây đen này thì giá 5,6 triệu nhé. 5,6 triệu, 8 plus quốc tế, 64GB màu đen, hình thức phẩy, giá 5,6 triệu một cây nhé. Tất cả đều bản Mỹ, 64GB LL trên A. Ok chị ạ. Và bao quốc tế chọn đời cho mọi người luôn nha. Reset đặt lại dòng 2 thoải mái. Mặt lưng kính rất là đẹp luôn nha. Màu đen này thì 5,6 triệu, còn màu vàng gold thì 5,7 triệu nha. Vẫn tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người luôn nhé. Rồi tiếp đến 256GB. 256GB này thì pin, đây là pin zin theo máy nhé. Em ghi trên này là pin 80, 83 và pin 76. Tất cả đều zin nguyên áp suất luôn. Hình thức đẹp đẹp phẩy nha, không phải là đẹp nét đâu, mà là có phẩy, phẩy nhẹ. Đây, mỗi cây nó sẽ chảy nhẹ. Nói chung là cái máy cũ thì mình sẽ không tránh khỏi là nó sẽ bị chảy nhẹ đâu nhá. Được cái là máy bao zin, bao full chức năng và bao chính hãng cho mọi người luôn. Đây, kính cũng đẹp luôn nha, kính cũng đẹp, không có chảy xước gì luôn nha. Màu vàng gold pin 80. Đấy, cái màu vàng gold này thì em bán giá là 6,2 triệu nhá. Còn hai cây đen này thì em bán giá là 6,1 triệu nha mọi người. 8 plus quốc tế, 256GB nhá. 256GB nhá mọi người. Mua nhanh thì còn, chứ 256GB nhà em về rất là ít luôn, gần như là không có. Cái pin 83 này thì mọi người nên giữ để giờ dùng này, không nên thay pin. Còn pin 80 với pin 76 thì nhà em có thể thay pin miễn phí hoặc là tặng kèm pin cho mọi người nhá. Ok chưa ạ? Quá là ngon luôn. Một cái chế độ bán hàng uy tín, là chất lượng, bao zin chuẩn, bao chính hãng cho mọi người luôn nhá. Đấy, mọi người không mua thì mua hàng gì nữa ạ? 8 plus quốc tế 256GB, màu vàng gold 6,2 triệu, màu đen 6,1 triệu nhá. Rồi tiếp đến là 7 plus. 7 plus lốc 128GB nha mọi người. Đây là 128GB. Em còn hai cây màu đen nhám và màu hồng nha. Hình thức thì đẹp khoảng 98%. Đấy. Pin thay mới 100% nhá. Pin thay mới 100%. Đây, máy lốc hay là máy quốc tế nhà em vẫn bao tải ứng dụng bình thường. Tải đủ ứng dụng cho mọi người rồi. Đây, cây màu đen thì pin 84%, pin zin theo máy nhé. Còn cây màu hồng này thì pin thay mới 100%. Máy zin full chức năng. Đấy, giá hai cây này là 3,9 triệu một cây nha mọi người. 3,9 triệu một cây. 7 plus lock 128GB nhé. Hình thức đẹp đẹp phẩy. Rồi, tiếp đến là 7 plus quốc tế nha. Đây là bản quốc tế nha mọi người. Quốc tế và bao quốc tế chọn đời, mình có thể reset đặt lại dòng 2 thoải mái. Còn máy lốc thì mình sẽ không reset hay là đặt lại dòng 2 giúp em nhé. Đây, cam đẹp nét luôn. 7 plus quốc tế 128GB. Đây, pin thay mới 100% nhé. Mên màn zin đét luôn. Bản Mỹ LL trên A 128GB. Hình thức đẹp 99 kem nhé. Có 3 cây này hình thức đẹp 99 kem. Đấy, giá là 4,7 triệu một cây nhá. 7 plus quốc tế 128GB, hình thức đẹp 99 kem, giá là 4,7 triệu một cây nhá. 4,7 triệu một cây thôi. Đấy. Bộ nhớ 128GB luôn. Rồi chuyển sang hình thức phẩy. 7 plus quốc tế 128GB, hình thức phẩy. Đa số là thay pin mới nhá. Đấy. Hình thức phẩy này có cấn, có xước nhẹ hoặc là có băng sơn nhá. Hình thức phẩy này thì nhà em bán giá là 4,4 triệu một cây nhá. Đây, 4,4 triệu một cây. 7 plus bản quốc tế 128GB. Này. Đây, pin 73%, nhà em sẽ thay pin mới cho mọi người luôn, sử dụng cho nó lâu dài nhá. Đấy, bản quốc tế và bao quốc tế trong chọn đời cho mọi người luôn nhá. Giá là 4,4 triệu, hình thức phẩy. Còn đẹp 99 keng. Giá của nó là 4,7 triệu. Đây còn có một cây màn ám. 7 plus quốc tế 128GB màn ám nhá.
Đây, màn ám. Màn ám thì vào nền đen mới thấy được cơ. Đây, soi kỹ mới thấy nhá. Đây, cái cây này màn ám. Nhưng mà phải soi kỹ mới thấy cơ. Màn ám nền đen. Đây nhá. 7 plus quốc tế 128 GB, màn ám nền đen, trừ luôn 500.000. Cái này hình thức phẩy, trừ 500 là còn 3 triệu 9 nhá. Đấy, 7 plus quốc tế 128 GB, màn ám nền đen, 3 triệu 9 nha mọi người. Rồi tiếp đến là iPhone X. iPhone X nha mọi người. iPhone X, mà X thì nó chỉ sản xuất hai màu là màu đen và màu trắng. Đây, nhà em đang sẵn một cây màu trắng 64 GB, bản Mỹ LL trên A. iPhone X nha. iPhone X mọi người hay gọi là iPhone 10 đấy. Pin zin theo máy 83%. Cái này hình thức đẹp. Hình thức đẹp nha. Zin ôn nguyên bản. Cái này em bán giá là 6 triệu nha. Đấy, đang bán rất là rẻ luôn. iPhone X giá có 6 triệu thôi. Rồi tiếp đến là XS. XS quốc tế 256 GB. Này, XS quốc tế Mỹ LL trên A 256 GB, màu vàng gold, hình thức phẩy nha. Cái này thì hình thức phẩy tại vì nó có chày ở trên góc này. Hình thức phẩy. Pin zin theo máy 91%. Này, pin zin theo máy 91%. Cái này em bán giá là 7 triệu 6 nhé. XS quốc tế 256 GB, màu vàng gold, hình thức phẩy, giá là 7 triệu 6 nhé. Rồi tiếp đến là XS Max. XS Max quốc tế 64 GB, hàng zin đẹp 99 keng và pin 9X nhé. Này, zin đẹp 99 keng, pin 9X. Hàng zin chuẩn, nguyên áp suất, chưa bung mở máy. Để mọi người xem là biết nhé. Đây, tất cả đều bản Mỹ LL trên A 64 GB nhé. Và XS Max này mình có thể dùng hai sim nhé, một sim vật lý và một eSIM. eSIM thì mình ra nhà mạng làm eSIM là được. Đây, cây này cũng 64 GB này, LL trên A nhé. Đấy, giá và pin em ghi trên máy luôn. Đây, màu vàng gold đẹp thì là 6 triệu, 9 triệu 6. Còn màu đen thì là 9 triệu 3 nha mọi người. Hai màu này nó chênh nhau 300.000 nhé. Và XS Max nhà em có tặng kèm sạc nhanh cho mọi người nhé. Sạc nhanh này, ốp lưng chống sốc và cường lực loại xịn luôn. Đấy, tặng sạc nhanh dùng cho nó ok. Và XS Max bên em bảo hành 3 tháng luôn nhé. Bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Máy rất là đẹp luôn. À, đẹp lét luôn nha. Toàn hàng chất, chọn tuyển lọc để bán cho mọi người luôn. Rồi ok. Mọi người đừng quên nhé, em vẫn còn tai nghe iPod 3 nhé. Hàng new siêu. Hàng new siêu chưa qua sử dụng. Và hàng rep 11 nhé. Chức năng định vị đổi tên, sạc không dây. Đấy. Nghe rất là hay luôn. Mình nên mua cái này về trải nghiệm nhé. Mua cùng, mua kèm điện thoại thì giảm giá còn 300.000. Mà mua lẻ một cái thì giá 400.000 và bao ship toàn quốc cho mọi người nha. Tai nghe iPod 3, hàng new siêu, giá 400.000, bao ship toàn quốc cho mọi người nha. Rồi, ok. Trên đây là tất cả các dòng điện thoại có tại shop An Thảo nha. Mọi người mua hàng hoặc cần tư vấn thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại là 03383 05595. Mọi người ở khu vực Hà Nội có thể đến trực tiếp shop em để xem máy và mua máy nhé. Địa chỉ shop ở 15/116 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Còn các anh chị ở xa thì vui lòng cọc trước 50.000 đến 100 tùy theo giá trị máy và bên em sẽ ship code tận nhà, mình kiểm tra hàng, ok rồi mới thanh toán tiền. Đấy, mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Nên là cứ thoải mái, yên tâm là nhà em sẽ giao đúng hàng và hàng chất lượng đảm bảo uy tín cho mọi người nhé. Rồi, ok, mọi người yêu thích kênh An Thảo nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để không bỏ lỡ một cái video nào của shop An Thảo nhé. Xin chào tất cả mọi người.